Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tài nhé. Hiện tại mình đang ở Hậu Giang, nơi đây mấy ngày nay các bạn nổi lên một cái hiện tượng lạ là ngôi nhà tự động phát cháy rất là nhiều nơi. Thì từ sáng đến giờ mình đến đây thì rất là lâu mình mới tìm được nhà. Thì mời cô chú anh chị và các bạn vào trong mình xem cái hiện tượng này và cô chú trong nhà chia sẻ nha. Thì vừa nãy cũng có những anh công an đến đây giống như là xác minh nhưng không hiểu lý do gì. Thì bây giờ mình mời cả nhà vào trong xem video buổi trưa ngày hôm nay. Cái khăn cũng cháy nữa. Cái co nước gì nè cháy cả 5 lần trong nhà tắm á. Cái mũ nước mà cũng cháy rồi luôn. Cái móc đồ nó còn cháy nữa đó. Cái móc đồ mình quên đem ra, mình tắm quên đem ra đã cháy xèo xèo trong á. Cái nước ấy nè, nước khói nè. Thường là vị trí nào cháy nhiều cô? Sao mà nó vô trong phòng? Chào cô, chào chú nha chú. Mới cháy sáng luôn hả? Trời. Mấy ngày hả cô? 9 bữa rồi. Chín ngày rồi. Rồi 9 ngày nay cô có ngủ không? Ngủ đâu mà ngủ, thì thức hoài vậy đó, đâu có ngủ gì đâu, lo ngủ đâu được đâu. Là phát hiện là 9 ngày. Cái sáng là chú biết sao không? Chị tôi chỉ nói chắc cái phòng thờ này có bà đâu, có thờ cổ quyền chắc không dám đâu, ai ngờ đâu tôi bữa nay tôi lên nghe lời của tôi để vô nó cháy luôn. Đó cái gối đó mới cháy sáng đó. Trời ơi. Để nguyên đống mền gói phải không dập là rồi, không thấy là rồi đó. Có nghĩa là mình nghĩ là trong bàn thờ Phật không có ai dám. Không bàn cổ quyền. Cháy luôn. Dám không gạch không có cháy. À. Rồi bữa nay cháy luôn. Bữa nay cháy luôn. Rồi mưa luôn. Dở trong kia mới cháy. Linh độ vô giùm anh Bảy ơi. Thôi ơi mưa luôn. Cháy từ ngoài sau, từ ngoài sau. Sao cái nó nhảy vô phòng này nè. Phòng này cái tối lại nhảy vô phòng kế. Trời. Nhảy tùm lum hết trơn. Vậy là cô cũng nhảy mới mình nghĩ là cũng quyền hoặc cái gì đó trong nhà của mình có cái hiện tượng như thế. Nhà tắm cháy luôn. Cháy là cái co nước nè. Co nước. Trời ơi. Cháy con tôi nó quay trực tiếp luôn đó, đang cháy luôn á. Vậy là có video đó luôn. Mưa. Dạ hết mưa đi hết quay. Trời ơi. Vậy là cái xào đó cháy mấy lần rồi chứ? 5-6 lần vậy đó. Nhưng mình đi vô đó không cháy. Ở nhà này mà nó bị cháy ở đây. Thường thường
chị kể đem vô đó là mới cháy thì sáng thôi chị Xuân. Nào đem vô đó là mới cháy sáng đó. Dạ. Vậy là hiện tại gia đình bây giờ dọn ở ngoài đây để đợi đang ngủ luôn. Trời ơi, thấy thương không? Vậy là mình cũng nói quan mình ngồi với con nhưng mà nói mình ra đây mình ngủ đây. Mùa lớn rồi. Ê, có cái mùi gì á? Có mùi thì nó chạy thôi. Có mùi nó mùi đây. Có mùi. Có mùi á. Có mùi á. Ê. Có mùi á, có mùi á. Ở đây là nhà bếp hả chú? Nhà bếp. Nhà bếp cháy ngủ lên sao? Gì hả? Trời ơi, cháy nhà bếp luôn. Nè, cháy nhà bếp nè. Vậy hả? Ừ. Cháy bờ hổm á. Đầu tiên luôn hả? Trời ơi, đen cây luôn à. Cái bao hả? Bao lúa hả? Lúa cháy luôn. Trời ơi, quéo miệng chân nè. 5 lần. Trời ơi. Cháy này luôn. Cái nồi nhấp cũng cháy nữa. Trời ơi, kỳ cục chứ. Cái bao này nó cao cỡ này nè. Rồi. Cái nón mặt nó rỉ xuống nè, cháy nè. Cái nón. Cái giấu nè. Giấu qua cháy nè. Cái cây đó đâu rồi? Cái cây mà ống nhựa chứ để dưới này nè. Bữa nay cái bọc thì cháy đổ xuống nè. Trời ơi. Mấy cái video đó giờ mình còn không cô? Còn luôn hả? Video này nó có quay không biết. Mấy video mà là cháy là còn ha. Còn, trong phòng để trên cái ghế cháy còn cái này còn nè. Để chút cho con xin mấy video đó lại. Nhà tắm cũng còn nữa. Dạ. Ôi ôi. Chú ơi, cái ống hút nó cũng cháy nữa, trời ơi. Quá trời cháy luôn rồi. Là cách đây là khoảng 9 ngày. 9 ngày đó, bữa chủ nhật gần rồi, bữa mùng 4 mình đó. Cô thứ mấy vậy cô? Thứ 7, ổng thì thứ 7 thì tôi thì thứ 8 mà kêu là thứ 7 đây. Thứ 7, cô thứ cô 7. Là những cái bình ga mình đem đi hết. Đem bỏ ngoài trơn rồi đâu dám bỏ đây đâu. Là cô gì vậy? Dạ, cô về đây cô ở lâu chưa? Ba mươi mấy năm rồi. À mình về đây lâu rồi mà. Bình thường mà sao kỳ. 4 năm rồi. À cả nhà 4 năm luôn. Con tôi đi mà mướn kiếm tiền về cách không nữa chứ. Ồ quá trời có hiếu ha. Dạ. Cái gì nữa? Ba chỗ bằng vì là cháy giảm nãy thôi đó. Nữa hả? Cháy giảm thôi đó. Cháy gì mà này nè? Cháy cái con sương cửa mặt là. Tôi mới thử được cái mùi hôi á. Rồi chỉ đây nè. Cháy đây nè. Mới cháy đó hả? À. Nè. Nó có nóng rồi. Không. Nó không nóng. Nó không nóng. Vì là dở miếng cái nó xuống luôn. Chừng đi hỏi của anh nè. Cái điện thoại này cái chú con cái ở nay coi chừng cái chi chui. Để dưới bên đó. Cái cây nóng. Cái nóng cháy cái chân đây nè mà mình đâu hay đã vô. Giờ cái miếng này xuống luôn. Nó mới cháy đó. Kia nó phát hiện cháy. Dạ nó phát hiện. Nãy giờ nó khét lên cái gì. Gì vậy? Hôm qua nó lên giả chạy muốn chết luôn. Cái gì vậy? Lên giả gì vậy? Nó cháy nữa rồi, cháy nữa. Rút cái chui ra đây. Sạc rồi làm ơn rút chui giùm cái nè. Rút rồi bỏ cái chui vô. Ê, gớt cái tấm hình trên. Để đợi. Cho nó bung bung ra cho nó dễ thấy. Bên kia có bị gì không chú? Cái này là hồi sáng cháy nè các bạn. Ừ.
giá đất đai cho nhà cửa vậy đó. Dạ. Cho cuộc đất này, cho mà ăn cho em ổn, cho hết ký. Nó méo rồi. Không, không. Méo chứ. Cô ơi, thì từ 9 ngày trước tới giờ là trong nhà mình thiệt hại nhiều tiền không cô? Nhiều. Phải nhiêu tiền cô? Có mấy chục á. Trời ơi. Ừ, cái lâu không, hai cái phòng đó không, quần áo rồi trong đó đã cháy sạch xanh luôn mà. Rồi cháy tủ này kia là thấy hiên ở ngoài đường nữa hả cô? Ôi ôi. Còn nhà bếp bị cháy luôn. Cháy sạch xanh cái đó trước đấy. Trước đầu tiên luôn hả cô? Ừ, trước nhất. Ôi ôi. Không biết lý do gì hay ngộ quá ngộ. Chuẩn bị nước dội. Sẵn sàng. Sẵn sàng chiến đấu. Ờ à, túc ngoài kia luôn kìa. Mà đang còn tưởng ở trong này không. Rồi. Đừng sạc điện thoại nữa, lấy ra đi. Em nghe đầu tiên nè. À, chào cô chú anh chị và các bạn, mình đang đi ra ngoài đường để thấy, để ghi hình lại những cái vật dụng của nhà cô Bảy bốc cháy từ 9 ngày trước đến ngày hôm nay. Thiệt hại là khoảng trên mấy chục triệu các bạn. Thì cô nói mấy chục triệu. Rồi, bộ vạc nè. Nè cháy nè, trời 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 trời. Cháy thành than luôn rồi. Nó cháy cái kiểu nó nghi ngút chứ không phải là kiểu. Nó cháy đúng rồi, nó cháy guồng ở trong á. Giống như nó có cái hiện tượng nóng gì đó. Nó cháy guồng ở trong á. Nè đây xì nè. Đụng vô có sao không trời? Cái này nó có niệm, có quần áo mùng mền mà nó cháy nhiều. Vậy là nó ngút không nó cháy giống như cháy phần luôn hay là cháy như thế nào chứ? Trời ơi, cháy phần như đốt chứ. Giống như có ai lấy hồ quạt dùng hồ quạt để đốt đó. Cái đường này là vô phía sau nhà của cô đây ha chú. Để đi vô đây xem. Đây có mấy cái tủ nè. Cái này là cái bộ giường hộp phải không? Giường hộp. Hình dáng đó. Đẩy tấm cái xô cháy tấm xô nè. Đó, trời. Bó tay luôn. Để đó đó, đẩy vậy đó mà cháy nó chỉ là có cái này luôn hả? Đây nè. Cái này giấy nè. Bị cháy cao su hay cái gì mà nó có nhựa nè. Quéo luôn. Quéo luôn rồi. Đi vô nhà phía sau các bạn. Ở đây là phía sau nhà của cô Bảy nha. Bây giờ đồ đạc là đem ra xăng để hết luôn rồi. Không dám để trong nhà luôn á. Đây là cái bồn chụp nè, để ngoài luôn nè, không dám để trong nhà luôn nè. Ở phía sau này thì theo mình thấy là ở đây mình có nuôi heo không chú? Cô Bảy không có nuôi heo á. Không có nuôi heo nha các bạn, nuôi gà. Chỉ nuôi gà thôi. Ví dụ nuôi heo thì mình cũng nghĩ là cái khí ga này kia phải không? Không có nuôi heo. Nuôi gà. Rồi để đi qua bên chỗ cái nhà bếp chứ rồi cháy nè. Cái đống dép, dép mũ. Rồi nè. Da, cái này là cái gì? Thì cháy còn tàn đó. Cái này là bọc giấy. Giấy hả? Trời ơi. Nè, nó dép để đây nguyên một bọc nó cháy nè. Trời ơi. Mình đang đứng vị trí nhà bếp. Vị trí này là cháy đầu tiên. Trời ơi, có nghĩa là cháy mà không có ai ở nhà luôn. Rồi sao mà phát hiện ra được hay vậy? Có mà ở đằng trước. Ở đằng trước. Trời ơi. Về rồi mới cháy ở trong nhà, tính đầu trời mưa lớn nó nổ, đâu có tính mà cháy nhà. Cháy mấy cái lúc mà chưa cháy là cái này là bằng bằng cây tre dưới có dựng gì không chú?
dừng lá ha, à, dừng lá. Bây giờ cháy hết ba cái lá luôn rồi. Chỉ còn miếng thiết còn sót lại kìa. Nám luôn rồi. Ôi, ôi. Nám cái dừa nè. Chết cái dừa luôn. Chết luôn rồi. Rồi cái này có chữa không hay là tự nó tắt luôn cho chú? Chữa ha. Ờ, chữa đông lắm. Hên á. Hên á là phát hiện sớm á. Hồi nào vậy? Ờ. Có những tình huống là thấy cháy mà có tình huống mà không thấy cháy luôn. Nghe mùi cái là chạy vô mất tiêu rồi. Cái này cái kỳ vậy ta? Nè, đó. Đây lỗ nữa nè. Cái này bị sắt nó không bắt không. Ờ. Nó cháy vô trong nhà đó luôn nữa. Ừ. Cái này là nhà mình. Nhà nuôi gà hả? Để bình xịt rồi đó, nó cháy, à. Bình xịt cháy luôn hả? Nó cháy hoài bọng vô banh hết rồi. Trời ơi. Hên rồi bình xịt không sao nè. Cháy đứt hoài luôn kìa. Cháy luôn cái vỏ đó, đó. Cái vỏ cháy lỗ đó. Dạ. Ok. Tốt ngoài này mà nó còn cháy vậy đó. Không tin được. Không thể tin được. Đây này, đây này, phải không chú? Ừ. Cái dấu cháy này phải không? Nó không nè. Ôi ơi, 10 ngày nay là không ăn không ngủ. Nguyên nhà luôn. Nhà chú cô Bảy này trời, bằng ruộng chắc cũng nhiều hết chứ. Cô thấy vườn này cũng im quá trời luôn nè. À, trồng chuối hả? Ở phía sau thì có những cái lu. Ở đây thì lúc nãy mình có quay rồi. Bây giờ mình đi vòng ra phía trước. Dạ. Cầu tắm nó cháy van rụi chừng. Cháy đống nước mà nó teo, cháy teo lại được như cái này mới là kỳ lạ nè. Ờ. Ống nước mà bằng mũ, bằng nhựa mà cháy tan vậy nè. Trong khi ống nước là trong đó nó có nước. Mà cháy gì nè. Cháy 4-5 lần. Chỗ này không mà 4-5 lần hả chú? Má ơi. Đây nè. Vẫn đang còn nước sử dụng không chú? Nhưng mà nó cháy mất tiêu cái cần là lấy gì mà mở ra mới vô. Không có dặn được. Hư luôn rồi. Giờ phải thay khác. Móc máng đồ máng lại cho nó cháy. Móc nhựa không chú? Móc có mũ đó. Móc mũ. Có nhựa bọc đó. Dạ. Trong phòng hình như là cũng cháy mấy chỗ không chú? Cháy hai cái phòng. Cái dạng nào mà nó cháy là hình như nó phát ra nhiều lần đúng không chú? Nó cũng tùm lum hết trơn. Chỗ nào có đồ thì nó cháy à. Dạ. Sao kỹ ta? Bây giờ là trong phòng quần áo là lộn lên hết trơn rồi. Nửa cháy rớt vào phòng hết trơn. Trên nóc cháy xuống hả chú? Trên giường nó cháy lửa. Trên giường nó cháy. Hiện tại là cái này là ngày xưa có giường hả chú? Cái có giường. À. Nó cháy thì niệm rồi mụn mà nó cho nó táp lên trên. Trời ơi. Nó cháy giờ còn vết tích chưa? Táp nó phong rớt xuống cháy nó phong luôn. Quá trời kỳ lạ các bạn. Vậy là mình phải xịt nước hay sao chú? Nước dội. Chữa. Mấy bữa đầu không. Nè, còn cái dấu tích ngày xưa kìa. Đây là các bạn những vị trí cháy nè. Cháy là phong luôn. Cái móc kìa. Cái này cái quần xì nó máng đây nè. Cháy cái quần xì luôn. Cháy còn có nhiều nữa. Còn cái móc.
ăn. Cái quần mà trái cỏ bao nhiêu. Chứ ví dụ như mà mình mát lại cái gì ở ngay vị trí chỗ đó chắc là có ăn cái bẩn cháy lại hết. Mà đâu có dám mát nè. Giờ ra ngoài hết trơn luôn rồi. Bây giờ người có không dám ở trong đây, quần áo không dám để trong đây. Tại mình đêm đâu dám như vậy ngủ đâu. Sợ luôn. Sợ cháy cái áo mình mặc luôn. Sợ là gì luôn. Tại vì có gì cháy được nó cháy à? Ừ, có gì cháy được nó cháy à. Phòng này là cũng dọn ra ngoài hết trơn rồi nè. Ừ, cũng bị cháy rồi dọn. Bên này cháy nặng hơn bên kia nữa hay gì á? Bên này thì chưa có mà. Cháy nặng hơn bên kia luôn. Cháy nó cũng rớt vào phòng. Nó cháy chân rồi đó. Đó, nè. Nhưng mà mỗi một bên là nó một phát ra khác ông hết chút. Ừ, cũng vậy đó. Cách nhà 2 ngày gì hả chú? Chắc cách nhà 2 ngày. Cái này thì cháy sao? Sao ngày. Sao ngày. Đó nó cháy bữa trước, bữa đầu tiên. Dạ. Hồi nãy có mùi mà chị Tiên nói là cháy hổng đâu cái góc này là không? Ừ. Mới vừa cháy nãy đó, nãy mình kêu mùi đó. Không kéo kéo lấy bị cháy luôn. Cháy trời ơi. Cháy rồi, cháy trong phòng đó là cháy hết trơn. Cái hàng ngoài đó là cháy trơn luôn đó, hàng ngoài góc giường dạ. Không có còn cái gì hết trơn, bá không có tổn thương đó. Còn tủ lạnh này có sao không cô? Dạ, chỉ kinh ra kẹp đó. Kinh ra kẹp ha. Kinh ra trước nè. Banh luôn trơn luôn. Cái tủ này nó cháy, bốc cháy là bữa có tôi. Thì cô còn ở tôi về đó. Đó. Nó cháy bữa bữa đó cô tôi ngồi ngay chỗ chị Sư tôi nè. Trời ơi cái lo kìa. Rồi cái lo cháy luôn rồi bạn. Cháy không còn gì luôn rồi. Đây cái lo kéo kéo. Cái xào đồ này là cháy rất là nhiều lần rồi. Nó cháy cái giường mới lạ, nó cháy cái giường ngoài kia mới lạ. Cháy lạ lắm. Cái tủ áo của chị Chu trong phòng cháy đem ra đó. Dạ. Ừ. Bữa đó có bà ăn ngồi ăn cơm, hà bà cho ông ngồi ăn cơm trước nè. Dạ. Con tôi cái mấy bác nó điện đó, chị đi vô nghe. Cô ở đây ông chú mà sao canh sao hả? Ừ, thì canh không vậy đó. Trời ơi, lội dài dài hoài vậy đó. Miễn vợ chồng con trước người sao vậy đó. Rồi, dài dài rồi sao đi mặn cô? Có mặn đó, mặn đâu. Để nhà chịu chặn. Rồi chết luôn. Bà đấu chịu luôn chặn rồi đó. Chịu chặn luôn. Đấu luôn chứ mặn gì nữa. Có đi mặn được đâu. Con cũng kêu mình dọn ra ngoài ở cô có dọn không? Dọn chứ sao không dọn, trời không dọn không còn mất. Không dọn rồi. Không dọn là nó không còn, không cháy hoài. Chưa đâu. Cô nói là cái xào đồ dọn ra ngoài đó mà nó còn phát cháy 2 3 lần rồi. Năm quận rồi đó, quận rồi đó, năm quận rồi đó cô. Ít đâu, có mấy người đấy. Dạ bé ơi. Năm quận rồi đó. Dọn ra ở rồi bỏ cái nhà chắc nó cháy cháy hết trơn luôn á. Bởi vậy mà ông canh là nó cháy hết trơn lại cháy hết trơn. Cháy thì mình đâu hay. Dạ. Cháy là giặt, cháy là giặt. Gia đình nó đâu có ngủ đâu. Người lỡ tới luôn đêm ta là đêm lỗi đâu, đâu có điện hết gì. Không dám bắt điện nữa đó. Tối không dám điện, không dám ra bắt điện luôn. Còn đâu đầu đèn không á. Có gì là gõ điện ra luôn rồi. Không dám xài điện luôn. Rồi cái con dao chính của mình là chắc phải để ở ngoài đây rồi thân trước đó, ngoài đó có cái gì là mình cướp liền. Ừ, bữa hôm tôi chạy tôi té tôi muốn chết luôn. Trời, còn dao á. Nước cái là té đó cô, nước rồi. Ông đã vô vô cái vạch này cái chắc chết để đầu chết. Nếu mà mình sợ nè, đi đàng hoàng ông chạy ông ta ông ngã đó. Ừ.
tôi té không biết bao nhiêu mà lần mà nói tôi chạy tôi kêu người ta. Cái tủ này ai hở kéo ra hoài vậy? Mới với chú này đâu mới còn á. Em luôn luôn là bà dạy nó dễ mực lắm. Ồ. Ờ. Nó có hơi hay sao mà nó không biết sao mà kỳ. Có giải là nó đóng lại. Nếu nó chạy là đóng, đóng bữa này đóng. Nếu... bữa hôm cái tủ này đóng cái trái mở tôi bữa là tôi thấy nè có tô chính kiến tủ vậy là nó bốc cháy cái kiểu mà giống như có áo quần hoặc là cái này cái kia ở trong nó mới cháy hết cô. Cũng như cao su nè rồi quần áo rồi những cái vật dụng gói mền đại khái là nó sẽ cháy. Còn nên không cái gỗ thì nó sẽ không cháy nha, là móc móc cháy à, móc cháy ra chú móc rồi cháy cháy không chừng chồng cháy luôn hết trơn hút sắt không cháy luôn hả gì nó cũng cháy cô nói cái khăn ướt nhẹ mà ừ ừ chú đem mà đồ để chú đốt cái khăn nó không cháy đâu thật nó cháy lên trời quần áo đâu có cô đâu cháy tứ hoài quá nhẹ luôn mà nó cháy lại nữa lại nữa đó đâu có giặt đâu không tứ nước không nó có khô để đại gì đó tứ nước hoài đó chứ có khô đâu cháy mà tứ nước không á nó vẫn cháy. Nó vẫn cháy. Đã tôi nói cháy từ trong nước nó cháy ra. Ừ, dạ, ướt mà nó còn cháy mà. Cô đốt cũng cháy nữa cháy. Nó cũng chết. Ngày qua là cháy á, hành lang ăn sao là để cái gì cháy vậy chị xui? Ở đâu? Cửa sau hành lang bước lên á. Vậy hả? Cháy hả? Nó đó hả? Cháy luôn mà. Nó ướt nhẹp hả? Nó cháy luôn á. Ngày qua nghe mũi nó cháy miếng thảm ở dưới dặm giò đó. Kìa, bữa là có quay nó nữa đó. Dạ hả? Mấy cái chú cũng như mấy cô gì này còn ở đây luôn chứng kiến luôn. Tôi đang ăn cơm đây nè, áo chổng chứ rồi ba người đó ở đây nè. Thấy hơi hơi đó là đi tìm đó. Nó có mùi bắt đầu đi kiếm. Ừ, vậy đi kiếm đó. Hai bịch cà phê. Như là đang cháy. Hai cái hút thùng. Cái vỏ cà phê nó còn cháy. Cái gì đó. Cái bao nó cháy rụi, nó đứng luôn hết trơn. Cháy, nó cái gì nó cũng cháy hết trơn. Giờ hết con cứ đi tìm cháy. Cái lụi nhắc cũng cháy nữa. Nhắc cũng cháy luôn. Cái hồi nãy cô kể mà một cái bao để ba cái nồi như xong chảo vậy. Ờ, để như ba cái nồi như chảo rồi mày xong kia kìa. Sát mé bờ sông để đó kìa. Để chùm cao su lên cũng cháy luôn. Cũng cháy luôn. Ông mày đó. Tôi kỹ lắm, tôi bỏ vô cái bọc, tôi cột lại đó. Nó cũng cháy à. Tôi sợ để thằng này cháy ai ngờ quăng ra tới đó. Xong rồi nó cũng cháy luôn. Cháy luôn. Tụi nó cháy dắt rồi, sao? Nó hết trơn rồi. Cũng như là đồ của chị xui trong nhà đem ra ta chỗ nào là cháy chỗ đó đó. Có mùi khác gì ta? Có mùi khác. Nữa hả? Khác lên xui. Cá vậy á. Mấy ông. Hết thồn. Đốt tới bàn thờ đó rồi còn đường nào nữa giờ bây giờ là đốt tới bàn thờ đó luôn rồi nó còn không cái miếng đó không đốt cho bên này đốt tới bàn thờ nó cháy bữa nay sáng đó hầm gà là không cháy không bởi vì lấy đồ nó để tính đâu an toàn rồi đem qua chấm để cho ăn tâm ai ngờ đâu nó cháy luôn dọn ra nữa còn là mình có lập cái bàn để mình cúng rồi mà vẫn còn cháy không có cúng gì chỉ cúng đất đai trong đây thôi giờ ông mà thần đất chỗ này nè có của quyền đó chị chưa chỉ có của quyền đó nhà cửa gì đó ai kêu người bà cúng bà nó ngay cổ hai chồng cổ cũng không gặp gì cũng như ta chỉ á bà cũng làm hai chiếc cũng gói với màu làm không gặp cũng mấy bữa rồi đó cháy bây giờ đó vợ chồng chứ giờ biết giá gì nữa ông thầy cúng rồi còn ngồi đây mà nó phật ừ đúng rồi ủa ông thầy ông lại ông trái ông cúng vừa ông ngồi ngay chỗ chúng này nè dạ là cái trái cái tủ đó này đó ông còn chứng kiến đó cũng như là ông lại ông kêu chị xui á không có cúng cái về kêu cúng mà gì ta đằng bên của anh xui đằng bên của ông già chồng ừ chỉ giá giá cúng vậy thôi giá cúng gì đó chứ cũng mà không biết cái gì mai thấy quá thầy ai là kêu gì mình làm chỉ lấy, gì mình mặn nấy kêu cầu đừng trái được rồi kệ đi chúng ý không trái không được cũng được đi cho khỏe đi cái gì hoài đang hoài họ tội gia đình bây giờ dọn hết mùng mền chăn gói tủ lạnh cũng ra ngoài sân ngồi luôn ngồi lóc nhóc đông này là khách thầy khách lại ủng hộ gia đình chị xui đó chứ dạ gia đình chị xui chỉ có bốn người à bốn người hai chồng già hai chồng trẻ trai nãy đó với dâu. Dạ. Dâu mới cưới. Vậy là sao hè mình không có nuôi heo gì hả cô? Không, đâu có heo gì. Ờ. Phải có nuôi heo chứ trái vô heo. Không sợ cũng như nếu mà mình nuôi heo thì nó sẽ có cái hơi gà heo á. Không, bả mà nó đâu. Không có nuôi heo. Nuôi luôn có mấy con vịt. Mấy con vịt. Vịt với mấy con gà, thấy mấy con gà. Mấy con gà đấy có vậy. Cái hơi của cái tô cái gái như của có đâu cho hắn hoàng cái vô luôn mà cho hắn hoàng cái vô như vậy đâu có chứa cái hố đâu đâu tiếp luôn
xả ra cái hầm cá vô luôn mà. Xả ra luôn, đâu có để trong đấy đâu. Mà cái đó là tôi lét là cái này hỏi là gì không hỏi lỗi đó. Cô mà con thấy điều kỳ lạ là sát bên cái nhất nhà mình là qua cái phần đất của người khác. Mà nó không cháy, nó không cháy. Nó chỉ cháy từ cái bên phần đất của cô qua bên này thôi. Từ phạm gì vậy? Từ đây nè tới gần đó nó cháy đó, cái thẳng ở đó luôn đó. Cháy sát cái luôn. Sát cái đất luôn. Là cây dừa là bên đất của người ta, cái dừa ở phía sau á, cầm bên hả, cầm bên đó cây dừa đó rồi của cô luôn hả, à à cây dừa phía sau. Chú thấy không, vô dòm qua là thấy liền ông ngoài lộ dòm vô chứ giờ chú cắm nhà đâu thấy đâu. Dạ. Ờ, không là tao có dám cũng luôn mà nhậu. Hết luôn. Đừng mà mới bớt bớt sợ mà cái giờ tới cái này hết rồi hết vía. Ai vậy? Dạ. Mình đi ra. Cái gì? Trái cái gì đó? Chôn cái mã cái em vừa. Nó hỏi chị trái gì kìa chị xui. Trái trên bàn thờ, ngay chỗ cái tủ thờ bà nội đó, bà ngoại đó, trái chỗ đó đó. Dọn ra mà sợ bây giờ. Trái ra ngoài hè vậy. Mã luôn nè. Cái gì? Nó vậy đó. Sợ cái mà hả? Ừ, cái đó luôn hả? Ừ, bữa nay cháy đó luôn rồi. Mới cháy thất thì mà thờ mới cháy cái vậy. Cháy làm sao biết sao không, chị xui chị không có hay. Không có hay á. Chị hay là chị dập tắt nó không có cháy đến đổi. Còn này nó cháy gần gần. Chị mới nói là chắc ai chơi phá chị đốt nhà chị ha, gì mà ai nhà đâu có phải. Ờ, bán ngày ra bóng tóc cho cô lỗi, bán chết. Cũng gầu, ở bển tôi cũng gầu muốn chết. Trời ơi, chạy tới chừng nó cháy rồi lo chữa sao hè rồi bắt đầu chữa cho hè nó cháy trong phòng cháy dài dài cháy hoài nữa. Giờ thì tôi có nhỏ gái ngủ cái bảo họ được đêm một cái bà về nhỏ gái thì không có đâu ở đây chiều về. Ở kêu bà kệ chị khó rồi rồi ấy đi đằng canh canh đi không biết đâu xui rủi của mình biết đường đâu nói. Cái gì cũng phải xui có gì thì ấy rồi. Ai giúp đỡ cho bà cũng mừng. Cái này cũng rất là cần sự giúp đỡ của mọi người. Mọi người để biết về cái sự mà nó cái sự nhưng mà nó lạ kỳ nó bốc cháy như thế này có giống như bây giờ cô cách nào khắc phục không? Mình có nhờ cái cộng đồng hoặc là ai có thể có ai cô có nói lên có ai biết thì chỉ giùm cái thì cảm ơn. Giờ tôi không biết làm cách nào cho nó hết nữa. Cộng đồng mạng giúp đỡ giùm đi. Dạ. Tôi không biết gì vậy sao. Cái này mình nhờ bên khoa học và cái này kia mình nói chung là đại khái không biết sao, nói chung mấy người giúp cho mình hả con. Như gì cũng đầu hay màu luôn chứ ăn ngủ gì thôi yên đó. Đã ăn uống gì đâu. Ông dài cái ốm xuống tí hả con. Bà bỏ bà mập dữ lắm á. Mắt mà giờ cho dao thuộc lúc hết. Mắt thuộc vô có tàn luôn rồi. Dám ăn dám ngủ dao ngủ gì được. Chị nói tới con mùa heo à. Dầu cũng chết mà ngồi đó giờ vợ chồng mà thấy chị mình còn đồng lòng cái gì mà thấy của con chồng của mình đang thấy đồng lòng á. Sắm đồ, đồ nghiệp của mình chết rồi. Mấy chục triệu mà ít đâu. Đồ tại nhiều lắm nó tính ra ít đó chứ cả 40 triệu là giá ít á. Còn muốn ít nữa đó. Mà giờ thôi nó cháy, nó cháy cho chỉ qua ngày thôi. Cháy qua ngày tôi không nói điều này 8 9 bữa nay chú thấy bao nhiêu. Bả mà cỡ 4 50 triệu à tính mua còn không đủ nữa đó. Vậy đâu, dễ gì đủ. Cháy hết trơn luôn mà nó rủi chỉ còn cái nóc nhà này thôi chứ còn những rủi hết trơn luôn còn không đủ cháy hết nó buồn á con mang buồn nó cháy trơn thấy ở trong phòng là nó quéo lên cái sổ rồi móc đủ thứ hết mấy cái đó cháy là không hay nó mới cháy dữ còn ra đây cháy hay chữa cháy luôn á trời ơi thiệt đó cái quần xì con phi nó quên lấy ra đó cháy lướt lộp đập lộp đập xèo 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 hết biết đừng tả luôn. Cái quan trọng là bây giờ đó là cô chú sợ hãi không có dám vô nhà ở không có ngủ được trong không nhà. Có tinh thần luôn á thì tối ngày mở cửa gì không dưới trên thì mở gì không đó. Đâu đóng lại đâu có đóng lại đâu có gì đang dòm chạy chứ đóng lại thì sợ thấy không nghe mùi cái là chạy dắt dò luôn dạ. Điện không dám xài luôn mà. Mấy ngày giờ dám xài quạt sơ sơ ngoài đường hay còn phía trong là nó cháy cái nó bắt tùm lum hết trơn cái nó nổ chết luôn. Ở trong là cô buổi tối bắt đèn gì? Đèn bình. Cái bình này kẹp à, đèn bình hả? Ở trong cổng thì đi sạc cái bình ra bằng đêm xài. Bóng này mà không. Bóng bóng đó.
đèn bình chứ không dám xài đèn dầu luôn. Điện rồi, từ đó tới giờ là không, không, không dám xài đèn dầu luôn. Không luôn, từ đó tới giờ là có cái đèn tay đó, rồi đi dài dài vòng vòng đèn tay. Biết cái đèn tay rồi mà điên gọi vòng vòng chứ đâu có xài điện đâu. Không còn đồ trong nhà nó vẫn phát cháy. Kỳ lạ ta. Về trong nhà vẫn cái tủ này ra không kịp là cũng thui rụi rồi. Mấy ra ngoài. Bà ra ngoài đó cũng còn vẫn cháy đó. À, hồi nãy con thấy là những vị công an vô đây người ta lập biên bản hay là sao con? Hay là bản như là ta hỏi mình kê ba cái đồ có cháy nhiều nhiêu, thiệt hại nhiều đó, nói người ta ta ghi vô chắc nữa người ta cũng ủng hộ. Hỗ trợ là bên xã đó ha. Cái đó công an vậy thôi chứ mình cũng không nói gì chứ không biết. Có nghe giống như đi xác minh đó ha con. Đi xác minh gì đó, cháy sao sao cách sao cháy gì đó. Dạ. Giờ ốm thì qua cho nó qua ốm. Cho nó dập lửa tắt cho gia đình im ái là đủ rồi. Nếu có đi ruộng đi nương nữa chứ ở nhà hoài canh không. Mà hên, bữa đó tôi ở nhà chứ mới bữa trước đi gốc củi không kìa, củi tôi gốc chứ bỏ xong đó. Về đang chụm đó. Ngày nào cũng đi tới tối mới về. Ở cháy mấy ngày đó là ngồi luôn rồi. Mấy cái hên bữa đó ở nhà đi đám đó. Với mệt có nghỉ một bữa. Đi đám lên mấy nhà mấy thấy cái hay đó ha. Cái lần đầu tiên nó cà phê trong bình đó chú. Cái trước nhà bếp đó, nhà bếp á. Rồi là trong ngày đó là nó cháy liền cái phòng ngủ luôn rồi qua ngày sau nữa nó liền luôn. Nó xuống cái máy, cái nó liền lên đây cái phòng. Áo lại cái máy nó cũng cháy nữa. Nó cháy dữ ra cái phòng cũng cháy nè. Cái tối là nó mới cháy cái phòng của con dâu bả. Cháy dọc vậy đó. Nhảy không có nhảy gì đâu, cháy ngồi đó bỏ phòng giữa cháy phòng người cũng như nó nhảy qua kia nhảy như này giống như trong phim mà mình coi nó nhảy qua này nhảy qua như vậy không lấy là bà quả hả thằng lửa giống như nó cháy chỗ này không nó nhảy qua kia nó cháy tiếp chứ không phải cháy theo kiểu một chỗ ha con không phải như không mà nó cháy gần gần nó muốn nó lên khói muốn cháy đâu cháy nó không có lên khói chứ lên khói rồi nó mới phật lửa mình không hay thì nó cháy rụi còn hay thì chữa tắt thôi dạ vậy đó chín ngày này mới có cái sự việc này xảy ra. Tôi đi vô đây 3 ngày, tôi chứng kiến cả 2 ngày. Mà chị xuống tôi đó cái nhà của chị khổ lắm, khổ dữ nữa. Chị mới được cái nhà mấy năm nay. Ba mươi mấy năm rồi mà cái hiện tượng này nó mới xảy ra mới ngày nay nè. Thì cũng có nền kế bên này chứ đâu có nhà cũ á. Mà hồi xưa giờ đâu có lần nào mà không có bậy không có gì chứ. Chưa từng xảy ra luôn. Mình lại mình thấy chị vậy ngồi nhà không yên, không phải đi nữa. Bánh này ngon á. Ăn bánh rồi nào, bánh nè, cà phê, trà đó. Đói khát ăn đi, cảm ơn. Đường xa mà. Đường xa xui chú ăn đi. Rồi đi ha. Tính đi về luôn á. Ngày qua em kia người Vĩnh Long, Cần Thơ gì cũng đi xuống đây từ 5 giờ lại kiếm vòng tới với xã chứ. Dưới trong đây khó kiếm. Khó kiếm. Trên map không có. Trên map không có. Cũng như là đi ra điện định vị không được. Định vị không ra. Nên vậy nó chỉ bên kia, nó chỉ bên Mỹ Hòa bên kia. Qua cái xã bên kia. Ấp bên kia. Đi tìm xã Hiệp Hưng á. Đường này đâu có định vị. Đâu định vị đường này đâu. Định vị là đi ngoài quốc lộ thôi. Ngoài mình mới á, nhưng mà mình nó dễ kiếm á, ngoài lộ cái. Như thường ở đây kêu cô là tên gì? Tên của ông là tên Bảy Bá. Chú Bảy Bá hả? Là chú này phải bé bé. Không, chú này là chú là chú này là anh vợ. Này là anh cục. Anh vợ của chú ông Bảy Bá. Thì cũng như ví dụ cho mình bà con mà muốn liên lạc với cô á thì có số điện thoại không cô có thể chia sẻ điện thoại cô vì cô đọc lên đúng không kêu mình cái gì đâu cái gì cô đọc số điện thoại cho con có thể để cô qua giúp đỡ mình được đó con. Rồi bà con nào muốn hỏi thăm cô đó thì điện liên lạc mừng mừng đem số điện thoại con lại mừng cho đem điện thoại cho chú biết nè đọc cho chú biết nè.
Vậy là số điện thoại của anh tên gì để cho anh Mừng. Anh Mừng. Anh Mừng con của cô Bảy ha. Cô Bảy. Cô Bảy ngôi nhà cháy ở Hậu Giang. Nguyễn Văn Bá này biết đó vậy dạ. Cho dễ đi bị nó bả thằng đẹp thì nó tạm dành không. Bà con cô chú các bạn nào ở gần ở xa mà có muốn hỏi thăm chia sẻ đến gia đình mà tự phát cháy này đó thì đó là số điện thoại để bà con anh chị em bạn bè có thể chia sẻ. Cô chú trong lúc này cũng đang rất là buồn, rất là thất vọng. Thất nghiệp luôn ở nhà không à? Ở nhà thất nghiệp đói luôn á chứ còn gì nữa. Người ta có người ta thăm người ta lại, người ta cũng chở gạo, người ta cho gạo, người ta cho gạo này, cho này, cà phê, cho ba thuốc ăn, cho thôi lấy đồ ăn. Ở nhà không, gạo nó hấp đồ ăn, cũng mua gạo ăn không à, không có làm ruộng. Cô nhà cô không làm ruộng hả? Không. Nhà cô làm gì sống cô? Trồng ba cái chuối, năm nay nó rẻ muốn chết, có tiền bạc gì đâu. Trồng chuối hả? Ừ, năm nay chuối nó dội, nó dạt hết trơn. Vậy là tiết kiệm lâu lắm mới được cái nhà này. Ờ, cái này con tôi đi mần mướn gì cắt hết trời. Rồi, con trai cắt ờ, hả? Đó, đi làm rồi ơi, dễ thương quá. Đi làm về cơm kỉnh cắt rồi mượn thêm chứ đâu có đủ đâu. Vậy là trả nợ chưa rồi nữa. Vậy là ngày xưa con ở nhà lá. Nhà lá. À. Là anh trai Út về cắt nhà. Con thằng thứ ba. À, như Út phải không? Có nên anh trai phải không? Đó, nó đi mà chị cắt nhà đồng đó. Mặn không á, nghiệp nó mặn không. Cái ngày bả cứ kiếm ở ngoài phụ vô nó bả còn thiếu nợ. Nợ nợ thêm mượn thêm. Chứ cái nhà kia chú coi tóc mái chờ chờ mối ăn hết trơn. Đâu lại tóc đó. Cái nhà này là xô của nhà kia luôn thôi cần dở. Xô là ngã luôn hả? Ngã luôn. Ngã luôn. Mà gió xô hả? Rồi giờ tới bà quả. Tới bà quả đúng. Bây giờ tới bà quả. Ôi cô cũng gian nan. Mấy bà đó có dướng bận gì á. Gian nan, bởi vì bà gian nan lắm chứ đâu phải mà bà con cái giả gì đâu chứ con đã nói cắt được con bệnh chứ. Ờ, đi ra ngoài này coi cái vị trí mà đóng đồ rồi. Cái đó, cái tủ cháy đó, cái dài dài mé bên hông đó, tủ áo rồi để vậy vậy. Cái tủ nó cháy con thấy ở dưới. Cô chú. Cháy hết trơn luôn. Đây nè. Cháy hết trơn luôn, la phong nè. À, đây là những cái la phong nè các bạn. Là phòng thấy cái đây luôn nè, nguyên cái bàn, cái tủ nè. Đây là phòng quần áo, túi sách gì tùm lum hết trơn, cặp, ba lô. Đó. Đây nè. Đây nè, cái tủ cháy gì nè, trời ơi. Cháy chân luôn. Sao ba bây giờ bắt đầu cưới vợ cho má. Sợ cái này tới cái khác rồi. Đêm đâu dám đi đái gì nghĩa gì ngoài sân đâu. Vậy là nhắc khuya nó có cháy không em? Có, bữa đó bằng đêm 10 giờ mấy cháy này nè. Thôi không hay là nó thui rụi cái này luôn rồi. Bị gột cái cọng dây mùng theo cái này cây này luôn nè. Văng đó. Rồi con dâu nó ra nó đái thì nó thấy nó la lên. Trời ơi. Thế thôi cũng không hay luôn. Vậy là ngủ trong đây luôn, đang ngủ. Ngủ đây. Tôi ngủ dọc sát này nè. Có chuyện dòm tới dòm lui trong nhà. Vậy là ngủ mê đến nỗi mà hồi mà cháy không hay luôn. Đâu hay. Hay luôn ha. Ừ hay mới dập tắt á. Trời ơi. Cháy quần, mấy cái quần kia cái cháy dữ lắm. Mấy bạn thấy ở đây bỏ rồi xào đồ này hết rồi, nó cháy luôn tới này, cháy luôn tới xào này luôn, cái giặt này luôn. Còn cái giặt duy nhất nè. Là thì xưa giờ còn duy nhất là cái này không à. Cái tủ lạnh, cái tủ lạnh đó. Nhờ cái tủ lạnh kiên ra rồi còn được hai cái này. Chứ không còn như là tiêu hết rồi đó. Là cái giường hộp này mình đem ngay trước chứ cái tủ lạnh ha. Ờ đem ra trước. Rồi những cái giặt kia bên kia là hai ba cái giường hộp cháy dục trong phòng đó. Dạ. Hai ba cái giường hộp cháy dục. Tủ rồi cũng lao bớt rồi chứ ơi, bữa hôm nó thâm nó đen dữ lắm luôn. Ba cái lao thông nó rớt xuống đó. Dạ. Cháy đâu không rớt xuống trời. Trời ơi, bữa hổng đóng đồ đây chừng ngủ mới đốt cháy rồi đó chứ mấy thôi cái đóng đồ đó còn giữ nữa. Giữ đám một đống chỗ cầu nó hết biết luôn mà, giữ đám luôn. Cái đồ mới là. Ừ, cháy chứ này. Ba cái này bị mình giặt mình phơi ngoài này nè mấy con nè. Ờ giặt không khô có để ngoài này đâu đem vô phòng đâu.
tượng này kỳ lạ, chưa có phân giải được. Chưa có biết là lý do như thế nào. Ở địa phương mình nào thì đâu có ai diễn hả cô? Không, ở đây đâu có ai đâu, có anh vợ tôi. Tỉnh Hậu Giang. Tỉnh Hậu Giang này cũng không có, cái này là cái nhà này không có. Tỉnh Hậu Giang mình cũng mới tới ra đây. Mới đây nè. Ở đâu mà ghé ngay nhà tôi. Mà hồi trước bây giờ cô có nghe cái tình huống cháy này như thế nào chưa cô? Không. Địa phương mình là chưa, cái tỉnh mình chưa có cái chỗ. Chứ đâu có chỗ nào cháy đâu. Mấy ông lại coi đúng không? Hồi đó giờ chưa thấy ai mà như cái nhà này cháy 7-8 bữa, 8-9 bữa. Ở bên Long An thì có đó mà. Cũng hiện tượng giống nhà cô vậy đó. Mà cái đó cũng hết người ta. Người ta chế lượng người ta ít, người ta chế cháy vài bữa à. Nghe mấy ông nói cháy có một chỗ một. Chỗ một à. Không có cháy. Còn mày cháy cứ lên chỗ hết. Còn mày cứ nhảy đâu này nó nhảy đầu kia. Nó nhảy tùm lum là la. Nó cháy chỗ nào nó cháy. Cô thì cũng cháy xin. Nhà cũng cháy rồi. Một ngày cháy mười mấy lần đó. Trời ơi. Có những đợt mà chưa dọn đồ ra hả cô, là ngày cháy mười mấy lần luôn. Mười mấy lần đó. Ôi ôi. Mấy ngày đầu là mười mấy lần không, trời ơi trời, cứ thấy chú dẫn ốc cục luôn, chú sợ luôn. Đây là những cái xào đồ này là cháy có ngày bữa nay là ít cái. Vậy là mà bữa nay cũng vẫn cháy luôn. Ừ, mà cũng vẫn cháy tính từ hôm nó thế, nó không cháy đứng đâu im mà tính hơn hết rồi, đang ngờ đâu sáng nó làm nữa. Rồi rồi. Cháy xém cái quần kìa. Mấy ông kia lấy hết rồi, mấy ông kia lấy mấy cái áo hết rồi mới mới cháy nhiều à. Mấy ông bên xã cũng xã lấy hết rồi, lấy hết rồi. Để về xem coi như thế nào ha. Bây giờ cô là dọn cái ra ngoài giữa sân, quần áo đồ đạc là dọn hết ra ngoài sân để như thế này. Tủ quần áo mới cháy, bây giờ trong nhà là trống lỏng trong đời không dám để cái gì trống hết. Vô phía trong rồi các bạn. Mình đi ra dòng phía sau. Cái vị trí này cũng bị cháy luôn cả nhà. Vị trí này nè. Đây là bên hông nhà nha, ngoài sân, những cái chỗ đó cháy thảy cái đường đó. 9-10 ngày nay rồi, 9 ngày nay rồi. Bữa nay là 9 ngày là ngày nào cũng cháy hết trơn. Bây giờ đi ra phía sau các bạn, đi dòng lại phía trước luôn. Đây là vị trí cái toilet cũng bị cháy luôn. Đặc biệt là nó cháy cái ống nước mà đang xả nước xuống mà nó vẫn cháy luôn. Dòng nước ha. Rồi đi vòng ở phía này các bạn. Cái này không bị cháy luôn nè, đen xì nè. Cháy đen luôn. Cái đường này rất là khó đi nha cả nhà. Mình đi tìm từ sáng tới giờ mới thấy luôn. Từ sáng mình đi xuống đây là gần 100 cây số.
mà tới giờ này là khoảng 5 giờ chiều mình mới tới. Đây là cầu Đầu Ngàn, ấp Mỹ Chánh A. À, cầu Đầu Ngàn, ấp Mỹ Chánh A nè. Thôi mấy anh ở đây coi chừng đi là sẽ dạ, không bị cháy. Dạ, với xã xuống nhiều. Biết ta có ở giữ cho mình dễ, không? Nói dở vậy thôi chứ cô chứ là. Mà nói theo cái kiểu giống bình thường mà sao dạ. Mà mình thấy nó vui á, sao mà mấy anh lại mà có cái thì không có còn cháy giống như vậy. Sợ bị công an bắt. Không biết sao. Lửa sợ bị công an bắt. Lửa sợ bị công an bắt. Lửa sợ công an. Lửa sợ công an. Bởi vậy không đúng thời điểm. Không đúng thời điểm gì tôi. Nữa sợ không ăn bắt. Giống như gặp lính lên là sợ ha. Còn mấy ngày trước thì người ta lại cũng gặp cháy. Cháy gì? Cũng có cháy. Ta chứng kiến luôn. Bữa nay mấy bữa nay thì giảm bớt. Nó giảm bớt. Giảm bớt mà cũng bớt thằng quận. Dạ, còn không chờ cái nhà của cô được giảm lại hết đi chứ dạ, dù hoài tình trạng làm đâu có làm ăn gì được đâu. Vì đeo đeo trong nhà biết đói luôn. Làm ăn gì được nữa. Có trơn lắm. Ăn đi tốt. Không con kê cái máy. Kê máy là gì nè, nó không có chợt. Nè. Mình không dám đi đâu. À, để dựa vô bà đâu có dám đi đâu. Nước đi cái bàn không thì nó chợt. Vậy là từ bữa nay là bắt đầu nó có hiện tượng vòng vòng. Trước hay có không ngại chỗ này không có. Đó mà chỉ từ ngoài sau đi dài tới bắt đầu tới ngoài trước cái nhà lớn của mình. Nó cháy dữ lắm, cháy dữ lắm luôn á. Vậy là cháy ăn sao trước hả cô? Trước rồi phải vô cái phòng. Thôi ơi. À. Nhà sau nè. Nhà sau cháy đầu tiên nè các bạn. Rồi mình mới hay mình mới dập đó ha cô bạn. Đầu tiên nhất là phát cháy nhà bếp. Nhà bếp bằng lá. Nó hơi nó cháy mấy cái còn tay luôn kìa. Lúc mà nó cháy một sao vậy thì cô bảy cứ là có nghĩ là ai đang phá mình thì sao? Tôi cũng không nghĩ ai chứ. Nghĩ là không có tội cho người ta. Không, tại vì là cái đầu tiên mình cứ nghĩ là nó có cái sự gì đó nó mới cháy thôi chứ không có nghĩ là nó cái hiện tượng là trong cái nhà mình ha. Cái rủi của mình chịu thôi. Dạ. Không có đổi thừa bậy bạ tội lỗi chứ. Dạ. Chỉ là lúc đầu là nó phát cháy là mình nghĩ sao mình do con. Là mình suy nghĩ là chắc cái nhà bếp nó đang còn than hay là than sao nãy kia rồi. Chứ mình không nghĩ là nó mà nó đâu có than đâu, cái này không có than. Dạ. Nó nấu là 3 giờ sáng là người tới 1 2 giờ nó mới cháy. 1 2 giờ chiều rồi cháy mới cháy. 1 2 giờ chiều mà tôi chụm ba cái than mảng cầu nó mau tàn lắm. Dạ. Thì cái lúc cháy đó cô không bảy có cây củi nào trong nhà cho bếp hết trơn á. Thì cô bảy nghĩ là nó một cái sự cố trong cái nhà của mình thôi. Ừ, thì tiếp rồi. Theo nữa là nó sẽ cháy cái phần nào của gia đình rồi trong nhà của mình nữa. Phòng. Giờ cô bảy dắt tụi con vô. Cô bảy anh chị đã biết rõ thì cái ngôi nhà bốc cháy của cô bảy ở đây. Thời gian qua cũng 9 ngày nay cũng đậu cái màu số ký lên cô bảy. Cái nhà dọn trống lỏng trong lờ không có một cái gì để mà. Cái phòng nào trước cô bảy? À, phòng này trước. Cháy thứ hai nữa thì nằm ở căn phòng gần nhà trước. Thì máy đầu nó cháy đâu các bạn? Đây nè. Cháy hết cái đầu áo này với thùng kéo rồi điện thoại đâu đây nè. Nó đen dưng luôn hả? Nè, ổng lao bớt nè. Nó đen luôn chứ. Phòng này là phòng của ai cô? Của tôi. Phòng của cô. À. À đầu tiên là cháy mà sao xong rồi tiếp theo là cháy. Cháy phòng cô. Ừ. Chú đang ngủ ở đây. Mấy cái nóc này là. Là cái hôm đó là cô có với chú đang ngủ là cháy luôn. Có nghĩa là cháy ở chung một ngày luôn, chung một ngày luôn. Một ngày luôn. Ôi ôi. Tôi bước chạy lên đây tôi mới thấy em nó quá trời luôn, tôi mới la làng la xóm lên á.
Có nghĩa là chữa dưới sông, chữa lửa dưới sông xong chạy lên đây là bị cháy nữa. Trời ơi, kỳ gì? Cái thời điểm cháy đó là khoảng buổi tối hay buổi sáng hay cô bạn? Cái này á, lúc này lúc 5 giờ. Ở kia thì cháy khoảng 1 giờ trưa hả? 1 giờ trưa, ở đây 5 giờ chiều. Chung một ngày. Chung một cái ngày mà cái phòng này nó cháy 2 lần. Một phòng cháy 2 lần không? Phòng cháy 2 lần. Sao là nó cháy cái tủ đây nè, tủ cây ở đây nè. Dạ. Ở đây cái tủ cây để đây nè, cháy nè. Chứ thấy có điện có là gì đâu. Phòng viên cũng cháy 2 lần luôn. Tiếp theo là cái phòng của cô với chú hay đang ngủ thì nó sẽ nó bốc cháy. Rồi mình mới dập lửa xong mình mới khiêng đồ đạc ra ngoài ha. Rồi cái phòng của con của cô cũng cháy luôn hả? Cháy luôn. Dạ cô dắt cô lên phòng. Đó, cả 7 giờ cái phòng của nó. Mà chung một ngày luôn. Chung ngày luôn. Chung một ngày luôn. Trời ơi. Tiếp tục coi. Cơm đã rồi mới chạy vô nó đi nghe điện thoại nó mới thấy nó la làng. Chung nóc ở trên dở lên trần là không dám để đâu. Điện đồn sợ kiểm tra nó có bị chạm không á. Rồi vậy mấy cái chữ quéo chân kìa. Muốn nói là cái nè. Cái đó cái quần làm quần xì không? Vậy hả? Quần xì nè. Cái nhà cháy nhà cháy nhà. Có nghĩa là dọn đi hết rồi. Có quần xì cũng cháy luôn. Nhỏ lên. Nó cũng cháy ra. Rồi tự động phát cháy. Thì thấy là cái chữ đám cưới của hai người chồng cũng quéo luôn. Cháy quéo hết trơn. Mà cái chân nám này lụi chứ. Ủa vậy là đám cưới em nó là mới đây cái này 20 tháng 9 này. Thì cái lúc cháy như vậy thì lúc cái lần nữa cháy nó luôn vậy thì quậy con người mà nghĩ là nó bị chập điện hay là như thế nào hay không? Thì lúc đó thì cũng chắc cũng nghĩ vậy mà xem nước điện đầu điện công an mà vô liền luôn đó. Nước vô liền với thời điện vô liền luôn mà không có gì trên không có điện không có cháy cầu trì gì chứ nè đổ điện này còn thấy không? Dạ. Vậy là điện là mình không có nghi vấn gì điện nữa. Không có cái gì mà tới điện vậy. Lúc mới đầu tiên mình cứ suy nghĩ là sợ nó chập điện thế này thế kia thôi. Rồi sau những cái ngày đó là nó bắt đầu nó cháy cái hiện tượng ở đâu đó cô ơi? Thì nó cháy thêm một cái phòng này thêm một lần thì cái tủ đó. Dạ. Một phòng này cháy 2 lần. Cháy 2 lần. Còn cháy 2 lần. Cháy cái tủ mà đem ra ngoài đó. Cái tủ áo đó. Dạ. Rồi tiếp tục là tới toilet ha cô? Toilet. Tùm lum chứ. Không nhớ luôn, không nhớ vị trí nhiều luôn. Má cô bảy nói cháy cái toilet. Cái ống nước. Cái ống nước gì nữa? Ống nước trời ơi. Năm sáu. Năm sáu lần luôn hả? Dạ. Nè, nè cái này cái chăn ở đây nè. Cái chăn nó tắm đây, này thì cái móc hai móc đây. Tôi để cái đồ bông tắm ở đây nó cũng cháy ở đây. Vậy hả? Con thấy ở đây là cái ống nước của mình hay gì mà nó cháy ở đây một cái thì ống nước nè đang xả nè cháy quét vô ha đang xả nước mà cháy luôn tại vì đang mình đang xài có nước trong này sẵn nè cái này đang đùi luôn kìa cái này thấy ống nó mình dựng ra luôn hai giờ sáng ha cái này thì chiếu xíu sao cái miếng mà che lại cái nó mấy cái lỗ này chốc mà che lại miếng vải nó cháy rồi nè nó tắt lên nè không hay luôn á những cái khác mà kiếm quên kiếm cái này không có nè. Không phải tin cháy cái ở trong toilet mà nước không 5-6 lần rồi đó không phải lần đâu. Dạ. 5-6 lần rồi đó. Kỳ lạ chứ chị. Hiện tượng nó không biết sao luôn đây. Dạ mấy cái quyền hoặc là những cái nhà khoa học. Khoa học biết được về cái này là có hỏi cái đường rau giò đó đường rau giò bữa đó trời mưa đó nó tạt nó nhẹt đó mà cũng cháy. Vậy đó, cháy cái đồ lông chân luôn hả? Đó, cháy hả? Này hả? Có mấy chú ơi. Ơi. Rồi tủ lạnh đồ đem ra ngoài bỏ ngoài luôn hả cô? Mấy cái tủ đó cháy mình đem ra ngoài bỏ ngoài luôn hả? Bỏ ngoài đó, cháy trong phòng tôi đó. Ơi. Banh luôn. Đồ đạc đó là nguyên đóng đồ mình đó hả? Trong tủ là riêng nha, tủ là thiêu rụi hết nha. Thì dưới trong chỗ cái phòng tôi là nguyên cái xào đó là thui thiêu rụi không còn người dân nó nghe. Đồ bị đám cưới hết đồ luôn. Còn nghe nói điện thoại gì mà ngoài chịu cháy luôn. Cháy luôn đó. Rồi thấy là cái giường ở ngoài kia là nó cháy luôn. Cái giường đó hình như giường ngủ của cô hay ngủ trong phòng của thằng trai. Dạ. Vậy là cô nói thiệt hại là trên 40 triệu. Trên nữa. Mà mướn không mà được cái nhà cho mừng thấy bà luôn mà rồi. Dạ. Là con với trai cô là gồng gánh đi làm cái này xây nhà đó. Làm cái gì thì mượn tiền thêm. Đâu có tiền đủ đồ cắt, mượn người cái này đi mần trả lợi gì. Cái đó. Nhà này cắt bao lâu rồi cô? 4 năm rồi. 4 năm mà lúc cắt nhiều không cô? 2019. Lúc cắt là khoảng nhiêu tiền? 300. Vậy là mần nhà nhiều nha, cửa nẻo này nó có xong nó làm nhà không đó. À. Không có mướn là bị mướn bằng ngày.
Có nghĩa là anh là thợ hả? Thợ hàn sắt nè, cửa nè. Sắt à, thợ. Nó làm sắc. Không đó. Gắn kiếm rồi là nó không đó. Anh giỏi quá ha. Giỏi lắm. Dạ. Rồi bây giờ mình chuẩn bị gì mỗi ngày cô? Là những cái thùng nước như thế này đó hả? Ừ, bây giờ trực chiến thùng nước mỗi ngày đó. Rồi anh đó có đi làm được không? Không phải có đi đâu. Ở nhà canh tiếp. Nhà canh không, nó nói đi đâu là mượn cậu đó lên đó. Bữa hổm đi chơi rồi lên Cần Thơ đó cũng phải mượn cậu lên trực tiếp để thằng ta tạc tiếp đó. Ồ, coi canh tiếp ha, chứ nhà không có mấy người. Mấy người sợ không kịp. Dạ. Và cái lửa này nó bất ngờ. Cái gì cháy ở đâu mà nói. Tôi sợ lâu thông này thấy mồ. Chung mình nghe cái mùi khét bắt đầu mình chạy kiếm liền nha cô bác. Mới nãy thì kì ghé lại là nghe cái mùi khét cả nhà tố ra để tìm. Nghe là chạy muốn dắt dò luôn. Nãy thì cháy nghe cái bàn thờ liền. Nhưng mà con thấy cái lần đốt nó tựa như là không quẹt ha. Cái đó. Có sự vô hình gì đó. Cũng giống hịch ha, giống hịch cái lần đốt ha. Nó như kiểu giống như có cái ai mà kiểu cô quẹt. Cô nói là trong đó nó cháy đâu mình treo cái mình vẽ vô trong đó. Nhiều khi nó không có cháy, nó không cháy luôn trời. Vậy hả? Mà muốn cháy cháy lại. Cái chỗ này là cái chỗ mà nó tường. Chị muốn làm lành hả cô bạn? Ừ. Mà con nó có quay kìa, nó quay cái clip. Có quay khúc đó luôn hả? Như cái clip vào lúa. Ừ. Lúa là ngoài sau nay cô chỉ con đó hả? Ừ. Vậy là phần bếp của mình nó có cháy không? Mấy cái nhà giữa nè, nhà sau nè. Có thì cháy ba cái dụng lật dụng đó. À, bên nay cô chỉ đó ha. Ừ, cũng như là rồi nhát, rồi nấu này kia đó. Gói mì, cà phê. Đồ lô bó bò gì mà. Ừ, đóng hút để trên đầu tủ lạnh nó cũng cháy quéo vô chứ. Có cái gì thế lực vô hình cái gì đó mà nó ngộ quá. Người tàn hình hay gì? Người tàn hình. Cô nói người tàn hình. Nói đại gì biết chỉ vậy. Cái đó không kỳ nghỉ á ha. Thì giống như là ai đang dùng cái hộp quạt đó mà nó đốt đốt cho này cho kia đó. Chăm. Giỡn đùa với cái gia đình. Thì thấy cái quậy tình trạng nó thấy sót cái quậy đó là nè. Nói chung là nó muốn cháy rồi nó cháy. Cháy đâu cháy tôi không biết đường nào nói. Bởi vậy nhưng mà cô quậy nó nói giống như nhảy chỗ này nhảy chỗ kia. Nhảy rồi. Cái móc là hai cái móc nhỏ dầu tắm mới vừa bước ra lại trong phòng cháy. Dạ. Thì bữa nay cô bảy cái bàn mà trước là nó cháy cái gói không cô bảy cái gói. Là mới sáng nay luôn hả cô bảy? Sao mới hồi nãy thôi. Rồi rồi. Lúc mà tụi con chưa lại hả? Chưa lại đó. Cô bảy ốm mấy kilo rồi. Cô bảy bị cái vụ mà cháy này là ốm mấy kilo rồi. Đây cái gói còn nguyên trên. Đây cái gói này các bạn. Mấy ổng nãy cắt lấy mới. Mở cái nhạc đi cũng cháy nó thôi cô bạn. Khô hả? Khô nó cháy mà nãy tạt nước. Là nó ngúng hay là nó cháy lên luôn cô bạn? Cái hiện tượng này nó trong nó cháy ra chứ đâu phải ở ngoài cháy vô ha. Quả gì vậy là khi nó cháy là nó ngúng hay là nó phật. Có khói. Có khói. Rồi có lửa luôn hả cô bạn? Có lửa luôn cháy phần phần mà. Dạ. Ôi ôi. Méo hết trơn rồi nè. Không đèn mà nó quéo luôn. Quéo. Mà thằng trai tôi vô đẩy kịp không kịp là rồi đi luôn rồi. Vậy là nó bị cháy ở trong hay sao mà hay là nó tụ nó cái tủ nó tự quéo của bạn. Nó táp lửa nó táp. Ờ nó táp ở ngoài. Mà. Táp. Lúc cháy ở trong phòng á. Đẩy ra kịp mà nó phỏng tay luôn. Không phải như cái kia từng lẫn đâu những cái tấm mà trên bàn thờ của mình mà nó bị cháy là nó quéo quéo vô. Nó là lửa xanh hay lửa đỏ hay là lửa đỏ cơ bình thường nó đỏ. Lửa đỏ. Phừng. Giống lửa ga mình hay là lửa nào cũng được. Có cái lửa mà mình nấu cơm thì vô thì thấy nó phừng phừng vậy đó, lửa đỏ hơn. Nó đỏ hơn khói dữ lắm. Đỏ dữ lắm. Đỏ dữ lắm. Khói trên nóc vô thấy mấy người đó là nó cháy nóc tới nóc luôn rồi đó. Ờ dữ thằng. Khói dữ lắm luôn. Cháy cao hơn lửa cao dữ lắm. Con thấy cái kiến là lửa nó ấy là nước nó nứt luôn rồi đó, nó nứt rồi đó. Nứt luôn rồi hả? Nó nứt kiến. Cái kiến nóng quá. Nóng quá nứt kiến luôn. Ở đây là cái bàn thờ của nhà cô Bảy nè. Hồi nãy thì có con bớt nổ ấy nè. Mẹ ơi, chân thành tôi không có ổn định rồi. Ai nó nói luôn rồi. Vậy cô Bảy có gì mà ngộ cô Bảy? Con bớt gì mà ngộ vậy? Trong qua đó luôn hả? Đậu đây nè. Con bớt. Bữa hổm cũng có con bớt. Đụng ngứa. Đậu ngứa. Mẹ con thấy cô Bảy nó thấy mình đông nhiên mình trình cổ quyền của mình đi coi. Tôi giải quả cho bà già buộc đó chứ bà cũng đâu phá thì đâu cho bà thương. Không, không, mình giải trình cổ quyền. Trình cổ quyền á. Cổ quyền thấy mình đó. Chứ không phải là mình giải riêng biệt. Cái trình cho mình giải thì con thấy con bóng ngậu á. Không ra có bóng bóng hoài. Bóng 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 bóng. Nó đậu ngay luôn hả? Nó đậu dài dài.
Quéo ngộ lắm. Đúng rồi. Xin chào các bạn, thì video này thì mình sẽ khép lại tại đây. Thì cô chú anh chị nào thấy ý nghĩa thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ video giùm Tài nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào cả nhà, hẹn video tiếp theo trên kênh An Giang Đất và Người.